tư cho con, hỏi theo như Phật giáo Nguyên Thủy thì không còn giới phẩm tỳ kheo ni. Vậy các sư cô vẫn tu theo Nguyên Thủy thì có được làm trụ trì không? Và vì sao được hay không được làm trụ trì? Quan trọng là quý vị đang tính theo cái luật của giáo hội hay là luật của Phật. Nếu theo luật của giáo hội đó thì phải là một vị tỳ kheo ni. Thì muốn lập trụ trì đó thì ít nhất phải là một vị tỳ kheo ni thì mới được làm trụ trì. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì do tỳ kheo ni đã không còn cho nên không còn tỳ kheo ni. Cho nên nếu tính theo luật giáo hội đó thì có đâu mà làm trụ trì. Muốn làm trụ trì phải có mới làm trụ trì được. Còn bây giờ chỉ có tu nữ, còn không có tỳ kheo ni thì làm sao để làm trụ trì. Rồi nếu như tính theo luật của Phật thì như thế này. Cái trụ trì mà theo đạo Phật Nguyên Thủy, sư đang nói đạo Phật Nguyên Thủy chứ sư không nói đạo Phật Nam Tông nha, sư không nói Phật giáo Nam Tông nha, sư đang nói Phật giáo Nguyên Thủy, tức là vào thời Đức Phật. Vị trụ trì á là người quán xuyến những công việc ở trong chùa, rồi khi có vị nào tới thì cái vị đó đó làm trách nhiệm là chỉ sư ở cái chỗ này nè, rồi cái thí dụ như cái bàn, cái ghế, cái giường, cái chiếu nó ở chỗ này nè, rồi đi lấy nước ở chỗ này nè, rồi đi khất thực ở chỗ này nè, chỗ này khất thực tốt nè, chỗ này thì nó đường nó không tốt thì có nên tránh được thì tránh nè. Rồi khi mà vị đó đi á, cái vị ai mà đi ra khỏi chùa đó thì cái vị này có trách nhiệm á, là quản lý những cái tài sản của tăng đoàn. Chỉ như vậy thôi, chứ vị trụ trì mà vào thời Đức Phật á, không phải là chủ của một ngôi chùa. Thành ra là nếu như mà mình nói theo cái trụ trì mà vào thời Phật á, thì bây giờ mấy sư cô cũng là các vị sư cô, các vị tu nữ cũng làm trụ trì được. Nếu như theo đúng nghĩa đó, tức là chỉ là cái người quản lý cái chỗ đó thôi. Thì bây giờ quý vị có tiền, quý vị mở công ty thì quý vị làm giám đốc. Thì bây giờ người ta có tiền, người ta xây chùa, người khác tới ở nữa thì nó trụ trì vậy thôi, hết gót gì đó. Bạn đi đó, cái sư cô vị, cái cô tu nữ đó cũng lập cái chùa thì các cô tu nữ khác lại ở, thì cô đó là trụ trì cái chùa đó vậy thôi.